Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Thì nhân dịp năm mới, hôm nay là mùng 1 tháng 1 năm Tân Sửu 2021. Kênh Hoa Kiển của em xin kính chúc quý khách hàng trong thời gian qua đã ủng hộ bên shop Hoa Kiển của em và cũng như là các bạn xem kênh YouTube của em trong thời gian qua. Chúc tất cả có một mùa xuân thật là vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân. Kính chúc tất cả luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và đừng quên là ủng hộ em, là luôn theo dõi em, theo dõi kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em.